chúng ta sẽ thêm chức năng 3. Và trong chức năng 3 này thì chúng ta tính tiền karaoke. Tính tiền như vậy nó sẽ có những trường hợp. Ví dụ các bạn đưa thời gian đầu vào, thời gian ra và lấy ra số tiền. Thì chúng ta sẽ viết hàm ở chỗ này riêng. Còn không thì cái vấn đề mà chức năng 3. Chức năng 3 chỉ có một chức năng thôi đúng không? Một yêu cầu. Ok thì mình viết hàm chỗ này. In. À. Tính tiền. Kara. Ok. Giờ vào. Giờ ra. Rồi. Này chúng ta sẽ đi viết hai cái hàm này ở dưới này. Chức năng 3. Rồi để đó. Tí nữa mình sẽ gọi như vậy lúc này với chức năng 3 INT vào phải ra. Và nhập giờ vào. Bạn nhập một cái thôi. Như vậy chỗ này mình phải kiểm tra giờ vào sao các bạn? Đúng rồi. Ok. Tại vì nhập trước rồi kiểm tra. Nếu giờ vào của mình mà còn nhỏ hơn 12 thì nhập tiếp. Bé hơn 12 thì nhập tiếp. Nhập giờ vào. Hả? Tại vì như vậy, nếu như mà bạn làm gộp chung giờ ra, thì lỡ như giờ vào người ta đúng, người ta cũng phải nhập lại. Bởi vì nhập lại là nhập nguyên cặp. Thực ra nó cũng không hay lắm. Tùy. Nói chung sao cũng đúng hết trơn á. Làm cỡ gì cũng đúng, miễn hiểu là đúng. Còn không hiểu là không đúng. Người ta code là một chuyện, mình code lại là một chuyện, nhưng mà thầy hỏi là chuyện thứ ba. Cho nên là các bạn... Như vậy mới là khó. Đúng không? Ví dụ như giáo viên kêu phải code như thế này là đúng. Code khác là sai. Còn thầy là cỡ gì cũng đúng hết. Thế mới khó. Được chưa? Đó, cỡ gì cũng đúng hết. Rồi ok. Như vậy mình đang kiểm tra giờ vào. Nếu giờ vào của mình mà còn nhỏ hơn 12 thì nhập lại. Và xuống đây chúng ta sẽ kiểm tra giờ ra. Nếu giờ ra của chúng ta mà sao? Còn lớn hơn 23 thì lại kiểm tra giờ ra. Kiểm tra cho đến khi nào đúng thôi. Và ở chỗ này chúng ta sẽ gọi cái hàm tính tiền karaoke. Như vậy tiền kara ok. Rồi chỗ này phần trăm d, phần trăm d phải tính tiền karaoke của vào phải ra. Rồi xuống đây mình tính tiền karaoke bằng cách nào? Tính tiền karaoke bằng cách nào? Bây giờ nếu mà giờ vào giờ ra là mình không cần kiểm tra nữa rồi. Bởi vì mình đã kiểm tra ở trên. Thì bây giờ mình chỉ có làm mỗi một việc là 3 giờ đầu
3 giờ đầu 150. Nếu giờ đầu trong khoảng từ 14 đến 17 thì chỗ này mình tính sau, khi nào mà có tiền rồi mới giảm giá. Rồi. Nếu bắt đầu giờ thứ tư giảm 30%. Như vậy thì chỗ này 3 giờ đầu 150. Vậy mình phải tính số giờ người ta hát là mấy giờ? Nếu 1 giờ thì sao? À, 1 giờ 150, 2 giờ. Như vậy lấy số giờ đã nhân lên. Nhưng mà nếu như người ta hát 7 giờ luôn thì tính bằng cách nào? À, 1, 2, 3. Như vậy mình sẽ lấy chỗ này. Chỗ này mình chỉ có 3 tiếng đầu thôi. Như vậy vô đây mình sẽ có giờ sẽ bằng ra trừ vào. Đúng không? Nếu giờ này sao? Bé hơn 4 hoặc bé hơn bằng bằng 3 thì sao? Mình tính tiền đây đi. Tiền bằng 0 chấm phẩy. Thì tiền bằng gì? Giờ nhân 150, 123. Nếu tiền. Rồi, còn không? Nếu mà giờ lớn hơn 3. Chưa, từ từ. 10% là khi nào mà vào từ 14 đến 17 giờ cái mà. Hả? Đâu? Và từ 14 đến 17 giờ mới giảm 10% mà. Rồi, ok. Bắt đầu từ giờ thứ tư. Bắt đầu từ giờ thứ tư. Thì giảm 30%. Vậy chỗ này nó giống y chang như bài tính tiền điện. Được không? Thì tiền của mình nó cũng bằng mức 1 3 nhân 150 123 cộng với số giờ còn lại. À, chỗ này là giờ trừ 3 là số giờ còn lại nhân cho 150 123 nhân cho có 30% hả? Lỗ chết luôn á. Giảm 30 còn mấy? Còn 70. Chết luôn á. Làm quản lý kiểu này là tiêu. Rồi ok. Như vậy mình đã có sorry giám đốc à. Như vậy giờ trừ 3 nhân số tiền nhân 70%. Rồi. Sau khi mình đã có tiền rồi thì mình lại kiểm tra tiếp, nếu gì? Nếu giờ vào từ 14 đến 17 lớn hơn bằng 14 và hay là hoặc và giờ vào bé hơn bằng 17, bởi vì nó nằm cái của mình kiểm tra nó nằm ở bên trong, còn nếu mà nó nằm ở bên ngoài là mình phải hoặc, còn này nó nằm trong thì chúng ta sẽ làm gì? Chỗ này cũng không cần ngoặc đâu, có lệnh nè. Tiền bằng tiền nhân 0,1. 0,1 là bán quán luôn.
nhân 0,9. Sau đó return tiền. Như vậy chúng ta đã có được tính tiền karaoke rất là đơn giản. Gọn không? Dễ hiểu, rõ ràng. Rồi, như vậy thì lúc này chúng ta sẽ có tiền karaoke chức năng 3. Rồi, chúng ta sẽ tiếp cái chức năng 3 coi nào. Chức năng 3. Chức năng 3. Chức năng 3. Tính tiền karaoke. Chọn chức năng 3. À, vào 11 giờ. Vào 10 giờ. Vào 13 giờ. Giờ ra 24 giờ. Giờ ra 20 giờ. Tính tiền karaoke. Vào 13. Ra 20. Là mấy? Vào là 13. Ra là 20. Tổng cộng là 7 tiếng. 7 là 3. Là 450. 1, 2, 3. Còn lại 4 tiếng nữa. Là bằng 4. Nhân cho 1, 50, 1, 2, 3. Nhân cho 70%. Đúng không? Bằng 807. Được chưa? Đó, như vậy thì chức năng của chúng ta. Rồi. Như vậy thì đối với lại các cái bài này, khi các bạn viết chương trình của chúng ta, ví dụ các bạn nhìn đây nè. Chức năng 1, các hàm liên quan chức năng 1. Chức năng 2, các hàm liên quan. Chức năng 3, các hàm liên quan. Và tương tự như vậy các bạn tổ chức dần dần xuống dưới. Rồi, ở bên trong menu chúng ta chỉ gọi chức năng 1, chức năng 2, chức năng 3. Và tương tự như vậy, chức năng 1 ở đây viết các hàm liên quan. Chức năng 2 viết các hàm liên quan. Rồi xuống dưới chức năng 3 viết các hàm liên quan. Nếu bạn nào nhắc lại code của các bạn mà các bạn code ngay phía trên main không tính, mặc dầu chạy rõ ràng là các bạn đang code ở đâu đó. Tại vì sao thầy phải yêu cầu các bạn theo chuẩn này? Bởi vì cứ làm đi cực tí. Nhưng mà nếu như mai mốt mà các bạn ra trường, các bạn đi làm, thì vào công ty người ta nhìn thấy cái code là người ta khoái rồi. Nó rất là rõ ràng, rất là tường minh. Mình nhìn vào là biết bạn đang làm gì. Còn nếu như mà bạn code ở đây mà trước main mà bạn code, như vậy các bạn thấy nguyên rừng code này nè. Nguyên rừng này nè, từ đây đến đây. Mình vô đi tìm cái hàm main là hết cơm. Mà mình cũng chẳng biết là trong này có bao nhiêu cái chương trình con và bạn đang viết những gì. Cho nên nếu như mà bạn biết chỉ có tên chương trình ở phía trên thôi, và phía dưới này đây là main, là mình biết ngay đây là hàm main. Rất là dễ nhìn. Đó. Rồi chúng ta có thể đóng cái này lại và kết thúc main ở đây. Chức năng 1 đóng lại, đóng lại. Chúng ta có thể nhìn từng cái hàm, chúng ta thu nhỏ nó lại, nhìn cho nó gọn. Được chưa? Như vậy thì chức năng của chúng ta đã viết từ 1, 2, 3 rồi. Các bạn về tranh thủ viết thêm các chức năng còn lại. Được chưa nào? Rồi, về tranh thủ thêm những chức năng còn lại.